Hello, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Thế Giới Đồ Công. Và hôm nay bên cửa hàng sẽ giới thiệu tới tất cả mọi người một cái dòng sản phẩm mới năm 2020 của hãng Daiwa, Daiwa Street 4 2020. Và hôm nay thì bên cửa hàng về rất là nhiều cái dòng máy này để phụ cho tất cả mọi người. Và mọi người có thể thấy ở đây đó chính là các cái dòng size của cái Daiwa Street 4 này, dòng máy Daiwa giá rẻ, thích hợp cho các tiểu câu khác nhau. Dòng máy Daiwa Street 4 1000, 2000, 2500 và Street 4 4000 thì hôm nay là về cái size này tại cửa hàng của câu phim mắt. Và bây giờ chúng ta hãy cùng vui đập hộp một cái sản phẩm mới trong cái dòng này ha. Sẽ vui cái dòng máy mà được nhiều người chơi phổ biến nhất, đó là Street 4 4000, cho mọi người cùng xem nhé. Về cái đây là cái hộp của nó thì màu xanh này, nó với thông số bên ngoài thì là đấy ha. Như là Street 4 này thì tải cá max là 6 kg, bạc đàn thì có 1 ha, tốc độ vòng quay là 5.31, trọng lượng của máy là 380 g. Và ở đây là cái thông số vào cái dây đây, mọi người có thể thấy 0.03 cho 10 lb, 0.32 cho 12 lb, 0.35 cho 14 lb. Thế bây giờ mình sẽ quay con này ra cho mọi người xem. Đây là dòng máy tô giá rẻ nên là cái hộp của nó cũng sẽ thiết kế ở cái mức gọi là bình thường thôi, được bọc trong một cái túi ni lông. Ok, đây phía trên tay đây đó chính là Daiwa Street 4 4000 2020. Về cái này đó thì là bằng nhựa này, cái tay quay này đây thì là bằng nhựa ha. Đó, đây còn cối thì cái màu này mình rất là thích, là cái màu vàng nhìn khá là sang trọng. Và tay quay thì đổi được nhé, cho người thuận tay trái hay tay phải ha. Chúng ta cùng xem bên trong này vô. Đấy mọi người ha. Đấy, tra dầu mỡ ở trong này hết rồi nhé. Đây, đó là cái máy 4000. Rồi, còn máy 2500 thì thông số như thế nào? Cái sản phẩm này có thêm nữa là sản xuất tại Việt Nam ha. Made in Việt Nam này. Đó, sản xuất tại Việt Nam luôn. Còn máy 2500 thì thông số của nó là tải cá tối đa là 4 kg. Ở máy 4000 này thì là 6 kg, còn máy này thì tải cá 4 kg. Các cái thông số về dây, vòng quay cũng như là bạc đạn ha. Đây. ABS này, các cái thông số về cái tính năng này, rắc này. Rồi. Đây, còn đây là 2000. 2000 thì nó khá là nhỏ. Các thông số đấy ha. Và 1000. 1000 thì siêu nhỏ luôn. Đây, 1000 đây. Cái tay nắm rất là dễ thương. Và giá của cái dòng sản phẩm này là
mình sẽ cho các bạn xem cái bảng giá của nó là đối với dòng 1.000 là có giá là 360.000, 2.000 là giá là 360 luôn, 2.500 là giá là 380 và 4.000 là giá là 400. Giá của hãng Daiwa đưa ra thì rất là rẻ cho một cái dòng máy mà phổ thông, tải được cá nó cũng gọi là ở cái mức gọi là 4 kg 6 kg, thì cũng thực sự là để câu được những con cá đó mà ở Việt Nam giờ cũng rất là hiếm. Là những người mà mới tập chơi mà muốn trải nghiệm câu cái dòng sản phẩm máy Daiwa thì có thể sở hữu cái sản phẩm này. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu như các bạn có quan tâm thắc mắc thì có thể bình luận bên dưới. Nhớ đăng ký kênh, theo dõi, bấm chuông và theo dõi. Và sản phẩm luôn có tại cửa hàng đồ công Xuân Bắc ở 186 Lê Lợi, phường 3, quận Gò Vấp. Các bạn nào có quan tâm thì hãy ghé cửa hàng để xem trực tiếp nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video.